mình BTV. Và hôm nay các bạn thấy trên tay mình cầm những cái chậu hoa các bạn thấy không ạ? Chậu xương rồng, chậu hoa, các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Đó. Các bạn thấy rất là nhiều hoa đúng không? Rất nhiều hoa, những hoa khác nhau. Những cái chậu hoa này đã được mang từ Cần Thơ lên. Và bây giờ là chúng ta đang ở cái văn phòng của B-Training các bạn thấy không ạ? Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết một bạn rất là tuyệt vời, bạn tên là bạn Thông. Và bạn cho mọi người biết là năm nay em bao nhiêu tuổi và em đến từ đâu? Dạ. Em chào thầy và các bạn trên BTV. Hiện tại em tên là Thông, em ở Cần Thơ, em 25 tuổi. Dạ. Và tại sao là bạn lại chọn kinh doanh cái lĩnh vực này? Cái lĩnh vực này gọi là cái lĩnh vực gì? Dạ. Cái này em gọi chung cái hiện tại nó là gọi là ngành bên ngành là cây trang trí cũng như là cây cảnh. Dạ. Vì sao em được lựa kinh doanh sản phẩm này? Thứ nhất á, là như theo thầy và các anh chị biết, môi trường hiện tại nó đang ô nhiễm. Dạ. Khí hậu chúng ta cũng đang nóng dần lên. Và em muốn kinh doanh một cái sản phẩm cây trang trí này á, một bước giúp được cho cái cộng đồng chúng ta, dùng nhà ta mỗi người chỉ cần mua một cây thôi. Nó sẽ giúp không khí chúng ta thay đổi, nó sẽ theo chiều hướng tốt lên. Nó sẽ không bị nóng, khí hậu nóng lên. Đó. Ô nhiễm môi trường phần nào nó sẽ bị giảm xuống. Đó là cái, đó là cái, và khi mà mỗi anh chị, mỗi khách hàng của em sở hữu được một cây, đó là đã giúp một phần nhỏ để làm xanh sạch môi trường ở chúng ta, là thứ nhất. Thứ hai là cả cái nước Việt Nam này cũng như là cái thế giới. Dạ. Cái chậu này gọi là cái chậu gì? Dạ, thầy đây là gọi là chậu tai gấu. Tai gấu. Dạ, tai gấu, nó được phục hồi sen đá nhưng mà nó tên là tai gấu. Dạ. Trên đây thầy có thấy là em có vẽ hành á, là bằng giấy. Dạ. Còn cái chậu này gọi là chậu gì? Dạ, đây là gọi là cây may mắn. Cây may mắn. Dạ, cây may mắn thì có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Là cây may mắn. Hay quá ha. Còn dạ. Còn cái này gọi là chậu gì? Dạ, cái này gọi là nghiêu tiên thầy. Nghiêu tiên. Nghiêu xanh, nghiêu xanh. Là sao? Đây là một giống mới. Nó cũng là một họ là của nhánh nhỏ của cái hàng sen. Dạ, nó gọi là nghiêu xanh. Dạ. Còn cái này là gì? Dạ, cái này là sen đá. Sen đá. Dạ. Sen đá. Là nó mọc ra đá hay sao gọi sen đá? Dạ, sen đá, nó tại vì nó mọc gần khu vực đá thôi chứ không có mọc trên đá. Dạ. Theo nếu mà sen đá trong môi trường tự nhiên nó là bất tử. Và nó sẽ phát triển tốt nếu mà chúng ta biết cách chăm sóc. Là thứ nhất, nó rất là thích nắng. Thứ hai, nó kỵ mưa và nó ưa nước. Sen đá là thường chết á. Vì sao? Vì đa số những khách hàng và những bạn mà chưa có kỹ năng kinh nghiệm trồng sen á, thường là tưới mỗi ngày. Rất là kỵ cho loại sen đá này. Mình nên tưới nó như thế nào? Thứ nhất, mình tưới khi mà đất khô queo, có nghĩa là nó khô hoàn toàn. Mình tưới và tưới nặng chậu. Còn nếu bạn mà chưa có kinh nghiệm á, em khuyên nên là ngâm nước trong khoảng 3/4 cái chậu. Và đợi khoảng 5 phút rồi mình đỡ ra. Và đợi khoảng 3-7 ngày nó sẽ khô lại lần nữa, lúc đó mình tưới tiếp. Là đó là cách tốt nhất để dưỡng một cây sen đá. Còn cái này là gì? Dạ, cái này hồi nãy là cây móng gồng. Dạ, móng gồng cũng là họ sen đá luôn. Nó rất là đa dạng sen đá, tất cả mấy trăm loại luôn. Dạ. Ok. Dạ. Dạ, vậy là bạn rất là đam mê những loại này. Thì cái loại này thì chúng ta mua về thì chúng ta chưng ở đâu? Dạ, hiện tại cái khách hàng của em là đa số là dân văn phòng. Nó một sen đá có một kỹ năng rất là tuyệt vời, đó là khi các bạn để gần máy tính, những cái công nghệ hiện tại đó, điện thoại, máy tính, nó sẽ hút những cái từ tính đó. Như cứ như là mạng wifi hay là những cái CPU đó, nó sẽ hút những cái đó vô, nó không ảnh hưởng sức khỏe của mình nè. Đó là một cái công dụng rất là tuyệt vời, bởi vì khi mà em tư vấn cho những cái anh chị văn phòng á, anh chị rất là thích. Dạ dạ. Ok, rất là tuyệt vời. Các cái công ty họ có mua cái lĩnh vực của bạn không? Dạ, hiện tại em đang chào hàng bên những công ty. Và em đã nhận được cái mẫu mối liên hệ, nhất là quán cà phê cũng như là những cái công ty xí nghiệp mà gần cái khu vực của quận Ninh Kiều của bên em. Quận Ninh Kiều ở quận Ninh Kiều. Cái trụ sở công ty của bạn là hiện tại nó nằm ở đâu? Dạ, hiện tại đó là cái địa điểm bán của em là ở 61 Quang Trung, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Rất là tuyệt vời. Vậy thì mọi người mà họ thích cái này, họ xem này, họ muốn liên hệ với bạn thì họ phải liên hệ sao? Dạ, các bạn sẵn sàng liên hệ với Thông qua số điện thoại 0909 343 889. Mình sẽ tư vấn và hỗ trợ các bạn về những cái mặt hàng nhà cây sen đá, xương rồng, cây trang trí, cây phong thủy các loại. Có Facebook, có website gì không? Dạ, hiện tại em có fanpage, đó là cây trang trí Aster. Cây trang trí Aster là fanpage của em. Dạ. Và Facebook luôn.
Vậy thì lý do gì mà bạn từ Cần Thơ bạn chạy lên Sài Gòn bạn học kinh doanh? Dạ, cái lý do động lực lớn nhất của em á là em muốn khởi nghiệp, em muốn làm chủ. Và khi em muốn là một chuyện, nhưng mà em cảm thấy em rất là thiếu rất là nhiều. Thứ nhất là kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Cái đó là em phải tìm một cái nơi để em học hỏi những kiến thức đó để em áp dụng để nó thành kỹ năng và nó thành kinh nghiệm của em. Và cuối cùng em đã tìm được một nơi rất là tuyệt vời, đó là của thầy Nguyễn Thái Di, là Be Training. Dạ. Và những cái kiến thức kinh doanh đó hiện tại nó đang giúp ích gì được cho em? Dạ, những kiến thức kinh doanh đó khi mà được thầy chia sẻ cũng như là những cái anh chị trong những buổi học á, thì em về và em ngẫm nghiệm lại và em thấy nó rất là tuyệt vời, em áp dụng ngay. Em áp dụng ngay vào những ngày hôm sau và em xây dựng những cái mô hình theo những cái bài học của thầy. Và tự nhiên cái nguồn hàng cũng như nguồn khách của hàng của em tự đổ về. Và em biết nó từ đâu đổ về. Vì em làm đúng những cái bài giảng của thầy, những cái bài học chia sẻ của thầy. Em làm nhưng mà dĩ nhiên là có gì cũng có thời gian. Đúng em rồi. Phải làm từng ngày mỗi ngày một chút thôi. Đúng rồi. Em làm từng ngày mỗi ngày, em phải kiên trì từng tháng. Đúng rồi. Dạ. Nó mới về. Cái sản phẩm này nếu mà một cái khách hàng nào đó họ lên cái YouTube của BTV này, họ thấy ví dụ họ ở Quy Nhơn, họ ở Gia Lai, họ thấy và họ muốn mua thì làm sao em giao về cho họ? Dạ, hiện tại em đang có một quy trình đóng gói rất là chuyên nghiệp. Thứ nhất, thứ hai là em có quy trình là em sẽ gói bằng khăn giấy trước. Khăn giấy để chi? Để cho khi mà vận chuyển xa đường xe hoặc là chấn động trên lúc mà di chuyển á, nó sẽ không bị gãy lá. Tiếp theo em sẽ để thêm một lớp giấy báo nữa. Là thứ hai, thứ ba, đối với những cái cầu chịu cảnh hoặc là những chậu lớn từ khoảng cái chậu này trở lên, em sẽ để thêm mướp, thêm mướp và dằn lên trên là một lớp báo nữa. Sau đó em đóng thùng lại và em dán lại. Hệ thống xe của em hiện tại em đã giao tới Hà Nam rồi. Nam, Phú Quốc, Cà Mau, Trà Vinh. Hiện tại em đã giao nhờ tới Hà Nam rồi, tới gần Hà Nội luôn. Tức là tóm lại là khắp mọi miền đất nước. Dạ, chính xác. Nếu mà muốn mua thì cứ việc alo cho em. Dạ đúng. Và hàng sẽ đến tới tận nhà. Dạ đúng. Và đảm bảo là cây vẫn tốt. Dạ đúng. Ok. Dạ. Các bạn tới đây là tuyệt vời mà. Rồi. Vậy thì một người nào đó mà họ muốn làm đại lý cho bạn. Dạ. Họ muốn phát triển cái công việc kinh doanh này giống như bạn. Dạ. Thì bạn có sẵn sàng là chia sẻ giúp cho họ cái công việc kinh doanh này không? Hoặc là họ muốn lấy cái cây của bạn đó họ về họ làm cái khu vực, cái nơi, cái khu vực của họ, cái địa phương của họ. Dạ. Cái đó thì rất là tuyệt vời. Khi mà em ra khởi nghiệp và kinh doanh á, cái tiêu chí thứ nhất là phải là có giá trị cho cộng đồng và xã hội, và những người mà em thấy là những cái sản phẩm của em, yêu thích sản phẩm của em và muốn đồng hành kinh doanh khởi nghiệp từ nó, em sẵn sàng hỗ trợ, vì em cũng là đi từ cơn khúc không lên thôi. Và em sẵn sàng chia những cái bài học của em, những cái va vấp của em, những cái kỹ năng của em mà khi mà em ra bắt đầu kinh doanh ngành này nó gặp khó khăn như thế nào, khách hàng phản hồi ra sao, thế nào để giải quyết những cái phản hồi đó, hoặc là cây nó tự nhiên đang sống tốt thì chết, nó là nguyên nhân thế nào. Em có những bộ câu hỏi hoặc là em những theo những lớp của thầy em ra những cái bài câu hỏi hoặc là những cái quy trình để em tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của nó, tại sao tiện cây đang tốt mà tại nó chết, hoặc là nó héo. Em phải tìm hiểu nó và em sẵn sàng chia sẻ những anh chị, những các bạn khi mà quan tâm đến sản phẩm này, em sẵn sàng. Và nhớ là số điện thoại của em là 0909 343 889, em tên Thông. Rất là tuyệt vời. Có nhiều khách hàng mua hoa của bạn rồi, họ mua những cái cây sen đá này rồi họ về họ thích quá, rồi họ có chia sẻ, họ có cảm ơn bạn không? Dạ có. Hiện tại em gặp nhận rất là nhiều phản hồi mỗi ngày từ Facebook, từ fanpage của em. Và em rất là, cái đó gọi là những cái động lực của em mỗi ngày. Vì những không có gì hạnh phúc hơn của người làm kinh doanh là nhận được những phản hồi tốt của khách hàng. Đó là niềm động lực của em mỗi ngày để em làm tốt hơn. Dạ. Dĩ nhiên bên cạnh đó có sẽ có một số cái phản hồi không tốt thì em vẫn ghi nhận. Vì em biết kinh doanh là phải có những cái phản hồi đó để em làm tốt hơn. Đúng rồi. Dạ. Rất là tuyệt vời. Em có gặp cái khó khăn gì trong hoạt động khởi nghiệp của em? Dạ, hiện tại thì khó khăn là thứ nhất rất là nhiều. Có hai cái nguồn hàng á. Đầu tiên cái nguồn hàng. Đầu tiên khi mà em ra cái kinh doanh ngành này, thật sự là lúc đó em chỉ là sở thích thôi. Em thích em mua về và em kinh doanh như thôi. Và khi mà bắt đầu nghiêm túc nó bắt đầu mình thích, mình đam mê rồi mình bắt đầu bán này đi. Bắt đầu em tìm những nguồn hàng. Và cái như các bạn biết rồi, một người mà gọi là tay ngang mà đi kinh doanh thì cái khâu tìm nguồn hàng khúc đầu rất là khó khăn. Em phải hỏi từng cái chỗ, đầu tiên cái chỗ bán em gần nhất. Khi mặc dù em có quan hệ nhưng mà người ta cũng khó chia sẻ những cái này, nên là em bắt buộc em phải lên Google hoặc là lên những cái anh chị khác em tìm hiểu, và cuối cùng em đã tìm được một số cái nhà cung cấp.
để giá khá là tốt cho em. Dạ. Cái đầu tiên là cái nguồn hàng. Dạ. Rồi, ok. Vậy thì vừa rồi các bạn nghe các bạn Thông chia sẻ, bạn chuyên kinh doanh về sen đá. Một cái lời nói chia sẻ cuối cùng gửi lời khuyên cho các bạn khởi nghiệp thì em gửi lời khuyên gì? Dạ cảm ơn thầy. Nếu mà một lời khuyên thì không dám, nhưng mà em sẽ chia sẻ lại thôi, là cái kinh nghiệm của em là khi mà các bạn muốn khởi nghiệp thì đầu tiên là phải chữ dám trước. Dạ. Bạn có dám làm không? Tại vì thật sự những kỹ năng, những kiến thức thì bạn có thể học hỏi những anh chị gần mình hoặc là trên mạng được, nhưng mà vấn đề là mình có trả lời được câu hỏi là tại sao mình phải khởi nghiệp, tại sao mình phải làm chủ không? Cái đó là theo em là quan trọng nhất để cái quá trình mình lên làm chủ, là trả lời câu hỏi why. Dạ. Why. Rất là tuyệt vời. Vậy thì chúng ta có các bạn đây hơn chục phút rồi. Các bạn giao lưu với bạn Thông, bạn đến từ Cần Thơ, bạn rất là đam mê kinh doanh. Và các bạn cần những cái thông tin gì về sen đá thì các bạn sẽ liên hệ với bạn Thông theo cái số điện thoại đó, theo cái Facebook và cái fanpage đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem cái chương trình này. Cảm ơn các bạn.